Chúa Giêsu đi đến mọi nơi rao giảng tin mừng về vương quốc của Chúa Trời. 12 môn đệ cùng đi với Chúa, một số phụ nữ cũng đi theo. Họ là những người đã được chữa lành khỏi tà linh. Mary cũng gọi là Madeleine, Joanna, chồng là Chusa, người giữ kho trong triều vua Herod, và Susanna,